Thầy, câu hỏi của Trầm Lữ là: thưa thầy, làm sao để làm, nghĩ, nói không lầm? Vì thường con nói hay làm theo phản xạ, để qua rồi mới nhớ ra mình lầm. Con cảm ơn thầy ạ. Muốn mà làm, nghĩ, nói không lầm á, sáng trong và lặng lẽ, tức là sáng, tức là sáng suốt á, lặng lẽ tức là định tĩnh, còn trong tức là trong lành, sáng trong và lặng lẽ tức là sáng suốt, trong lành, định tĩnh. Đó. Và thêm điều nữa đó là giản dị mới uyên thâm. Giản dị tức là đừng có phức tạp ra. Mình làm cái gì thì là chỉ thấy cái gì thì trọn vẹn với cái đó thôi, thì tức là dạng dị. Thì dạng dị và sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì làm, nghĩ, nói gì cũng đều đúng hết, cũng đều đúng tốt hết. Thành ra là nói là làm, nghĩ, nói không lầm thì phải là sáng trong và lặng lẽ, dạng dị mới yên thâm. Đó. Cái câu trả lời nó nằm ngay sau cái bài, trong bài kệ đó luôn. Câu hỏi của Hưng Đạo: kính bạch sư ông, có vô số sự thật, vậy thấy ra sự thật mà sư ông thường đề cập nghĩa là gì ạ? Xin sư ông từ bi chỉ bày. Cái sự thật đó đó là nó ở ngay nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Nếu mà mình thấy thân như nó là, hay là thấy thọ như nó là, thấy tâm như nó là, thấy pháp như nó là, mà không có tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, tức là thấy sự thật. Vậy thôi. Là cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết mà không tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, thì tức là nó như nó đang là, tức là sự thật. Với lại cái sự thật ở đây nó còn có thế này nữa, thì trong cái sự thật đó, ví dụ bây giờ mình niệm thân thì mình mới thấy rằng là ở nơi thân á, thì cái gì thì là tập đế, khổ đế, mà ở nơi thân thì cái gì là đạo đế, diệt đế. Ở nơi thọ cũng vậy, khi thọ thì nó có phát sinh lên tập đế, khổ đế không, hay khi thọ đó thì vẫn là đạo đế, diệt đế. Tâm cũng vậy, tâm có khởi lên cái tập đế, khổ đế không, hay là tâm vẫn là đạo đế, diệt đế. Đó, pháp cũng vậy, pháp thì đó là nó là năm triển cái, hay là mười kiết sử, hay là nó là thất giác chi, hay là hay đó là bát chánh đạo, thì đó đó là pháp. Vậy thì á, vậy thì cứ ngay nơi chỗ thân, thọ, tâm, pháp mà thấy ra đâu là tập đế, khổ đế, đâu là đạo đế, diệt đế, như vậy là thấy sự thật. Thật là vậy thôi. Dạ, Thế Trần xin hỏi là: xin thầy cho con hỏi sự khác biệt của đời sống đạo đức
tục đế và đời sống của sự giác ngộ chân đế. Vì sao tông phái nói rằng đạo và đức của đạo chính là sự giác ngộ? Như vậy để hài hòa cả tục đế lẫn chân đế sẽ như thế nào ạ? Con xin đảnh lễ sư ông. Cái chữ đức á, cái chữ đức nó không phải là tục đế. Cả đạo cả đức đều là chân đế hết, chứ không có cái nào tục đế hết. Ví dụ như trí tuệ là đạo đó. Còn từ bi hỷ xả là đức đó. Đại khái là như vậy. Thì như vậy là cả trí tuệ lẫn từ bi hỷ xả đều là chân đế hết, chứ không có cái nào tục đế. Còn cái mình phải hiểu chữ tục đế đó, nó có nghĩa là cái gì mà con người mình đặt ra. Ví dụ như cái đạo đức tục đế là như thế này, nói là phải hiếu thảo như thế này. Thế nhưng mà Việt Nam thì nói hiếu thảo kiểu khác, mà ở bên Trung Quốc nói hiếu thảo kiểu khác, rồi bên Pháp nói hiếu thảo kiểu khác, thì cái đó mới là tục đế. Tức là cái quan niệm về hiếu thảo hay là quan niệm về ứng xử, quan niệm về cái gì gì đó trong đời sống đó, thì cái đó là mới là cái đạo đức tục đế. Đạo đức tục đế là cái mà con người mình đặt ra, cái đạo đức do con người mình đặt ra. Còn cái đức của đạo á là khác, cái đức của đạo là cái đức tự nhiên, chẳng phải là tục đế, chẳng phải là cái đức là tục đế mà cái đạo là chân đế, không phải vậy. Mà cả đạo lẫn đức đều là chân đế. Còn á, nếu mà nói họ như thế này thì được này, tức là đạo đức tục đế khác với đạo đức chân đế thế nào, thì nó hỏi như vậy thì được. Ví dụ như là trí tuệ hay là từ bi hỷ xả thì cái đó là cái đạo đức mà chân đế. Còn lý trí và những quy định về luân thường ở đời thì cái đó là thuộc về đạo đức tục đế. Đó, hai cái nó khác nhau. Cái sự thông minh của một nhà văn học với là một cái trí tuệ mà như thầy nói đó, thì nó khác nhau, nó khác biệt ở cái điểm nào, nó có liên quan tới cái trí tuệ không ạ? Hai cái nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như các em học sinh, sinh viên đi thi Olympic chẳng hạn, thì cái em nào mà trả lời mà nhanh nhẹn mà chính xác là em đó là được giải, thì cái em đó là thông minh. Thông minh là dựa trên kiến thức, dựa trên học hỏi, nói chung là dựa lên trên lý trí là nhiều. Nhưng mà có thể là em này hoàn toàn không có một chút trí tuệ nào cả. Có thể không có một nhà khoa học rất là giỏi, có thể là tính được những cái, nhìn được cái, những cái hạt, những cái sóng hay là lượng tử ở trong một vật chất. Hay là có thể tính đi lên sâu họa một cách rất là chính xác. Nhưng mà có thể là không có chút trí tuệ nào cả. Bởi vì hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Trí tuệ đó thì thấy pháp như nó là. Chỉ thấy pháp như nó là thôi. Chứ không phải là thông minh. Không có thông minh gì hết. Nhưng mà ngược lại thông minh thì có thể là không có trí tuệ gì hết. Cho nên là thông minh với trí tuệ là khác nhau. Trí tuệ đó, trí tuệ mà nếu mà nói cái công dụng của trí tuệ đó thì nó là cắt đứt phiền não. Tức là khi cái trí tuệ mà nhìn thấy được mọi sự mọi vật như nó là đó, là trong đó hoàn toàn không có bị phiền não chi phối. Nhưng mà một người, ví dụ như một em là được cái giải thưởng
Olympic. Và em đó về vui mừng, sung sướng, rồi sinh ra ngã màng đủ thứ. Thí dụ nữa, không còn có ai ra gì. Thì như vậy thì nó cũng hoàn rất là thông minh, nhưng mà hoàn toàn không có một chút nào là trí tuệ cả. À, bởi vì trí tuệ thì nó lại là một cái tâm rộng lặng trong sáng, không có phiền não. Hay là nếu có phiền não đi nữa thì nó cũng thấy rõ phiền não và cắt đứt phiền não đó. À, cho nên là hai bên là hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đi hai hướng khác nhau. Thì Lão Tự thì nói rất rõ, Lão Tự nói là vi đạo nhật tụng, vi học nhật ích, tức là cái mà cái thông minh ấy, là càng ngày càng thêm vô, càng thêm vô. Nhưng mà cái thêm vô nó có số lượng. Thí dụ như là hôm nay mình học được bài này, mai mình học được thêm bài khác, mốt mình học thêm bài khác, thành số lượng càng ngày càng chồng chất lên. Cho nên nói là vi học nhật ích, tức là càng ngày càng thêm vô. Ít đây là thêm vô. Nhưng mà vi đạo thì nhật tổn, nghĩa là đi theo đạo thì càng ngày càng bớt đi, và bớt đi vị trí ư vô vi. À, vị trí ư vô vi tức là coi như là đến chỗ mà không là gì cả, đó là niết bàn. Thầy nếu như nói vậy thì cái này nó không thể tự nhiên mà có, mình phải tu tập thì trí tuệ mới có. Không phải rồi, sai rồi. Có tu tập, nhưng tu tập ở đây là tu tập loại bỏ những cái lớp trói buộc là đúng. Còn nếu mình nói là tu tập để có trí tuệ là sai. Tức là trí tuệ đó là nó bị cái che lớp trói buộc, cho nên mình không thấy ra trí tuệ, mà mình chỉ chạy theo lý trí thôi. À, cái bản ngã đó là nó cứ chạy theo lý trí, nó muốn tích góp thêm kiến thức, tích góp thêm đủ thứ, sợ tri sợ đắc, thì cái đó là con đường đi hoàn toàn ngược lại với trí tuệ. À, đa phần là người ta tu theo cái kiểu đó là sai đó. Là. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai là xả ly ly tham đoạn diệt. Thì tu mà nếu tu đúng hướng đó thì mới đúng. À, tức là loại bỏ đến một cái mức độ mà bây giờ mình ngồi là mình đi đứng nằm ngồi gì tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Không còn một cái gì che lấp trói buộc nữa cả. À, thì lúc đó là trí tuệ hiện hiện. Mà cái trí tuệ đó nó có sẵn. Bởi vì cái tâm mình, Đức Phật Ngài nói là cái tâm là cái Vipassara Citta. Tức là nó vốn là trói sáng. Nhưng mà nó bị che lấp trói buộc. Bị các cấu uế ở bên ngoài làm cho ô nhiễm. À, do đó mà mình phải tu là mình loại bỏ những cái đó đi. À, thì những cái đó nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ nhận thức và hành vi sai lầm. Vì vậy cho nên á, mình phải lặng lẽ chiếu soi, soi sáng thực tài là vậy, tức là soi sáng lại thân thọ tâm pháp để thấy cái gì mà che lấp trói buộc á thì loại bỏ đi, thì lúc đó tất cả cái trí tuệ từ bi hỷ xả gì đó đều hiện hiện ra. Chẳng phải là mình tu tập để có được trí tuệ, cũng vậy, tu tập để có được từ bi hỷ xả. À, mà khi mà không còn tham sân si nữa thì là trí tuệ và từ bi hỷ xả xuất hiện. À, cái này phải hiểu đúng cái đó mới là đúng hướng. Còn nếu không là mình đi sai hướng. Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh mà đặt sai hướng đó, là chúng ta đôi lúc là tu theo kiểu sai hướng hết. Tu theo kiểu là tích lũy. Thành nó đi ra theo cái hướng thông minh, theo cái hướng mà Lão Tự nói là vi học nhật ích, chứ không phải là vi đạo nhật tộ. Như Đức Phật Ngài nói là nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì khi an tịnh tức là khi đã hoàn toàn lặng lẽ, vắng lặng, rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó chính là lúc chánh trí giác ngộ niết bàn. Bởi vì khi nó trở thành nó trong sáng hoàn toàn rồi á, thì đó là chánh trí. Thì chánh trí thì ngay đó là niết bàn luôn, thấy đó niết bàn luôn. Cho nên là chánh trí niết bàn là nó có sẵn, mà cái mà che lấp đó cho nên mới là nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt. À, và Đức Phật Ngài nói rằng là cái
sở dĩ mà trình bày cái con đường tu tập chính là để thoát ly sinh hữu tác thành. À, và để trở về cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Mà cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đó là nó đã sẵn có trí tuệ, từ bi, bao nhiêu thần thông quảng đại diễn đã có trong sẵn rồi. Chứ đừng có đi luyện làm gì mà cho nó mệt. Lên núi lên đồi mà luyện cho nó mệt. Mất ăn, mất ngủ mà luyện. Mà cuối cùng nó chỉ được cái, có được cái ba cái pháp thuật nhỏ nhỏ thôi. Còn khi mình buông hết tất cả đó, thì thần thông quảng đại luôn. Dạ, bạn Đạt có hai câu hỏi ạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất là: thưa sư ông, ý nghĩa bài thơ của sư ông là năm tháng vẫn qua đi, nhưng mỗi ngày một mới, chỉ có nỗi sầu bi, ôm niềm đau đã cũ, nghĩa là gì ạ? Tức là mọi thứ đều là đổi mới. Nếu như tâm mình mà đổi mới đó thì không có dừng lại ở cái phiền não khổ đau nào hết. Vì cái gì nó cũng sẽ trôi qua hết. Nhưng mà cái phiền não khổ đau mà sợ gì mà mình nó còn lại á, nó tồn tại lại á, là bởi vì chính mình nắm giữ nó bằng tư tưởng. Chính tư tưởng nắm giữ nó lại. Tư tưởng bản ngã là nắm giữ nó lại. Cũng như có một cái điều hết sức là tinh vi, tinh tế mà ít người biết được. Đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là chỉ tròn vẹn với cái thực tại đang là thôi. Nó cái khoảnh khắc đang là thôi. Chứ không cố mà tích cực miên mật để mà giữ, nếu mà tích cực miên mật để mà giữ đó thì nó lại là hỏng rồi. Nó lại tạo ra thời gian. Tạo ra phiền não, tạo ra đau khổ, tạo ra bản ngã rồi. Cái điều này nó quá tinh vi đến cái độ mà không ai, hầu như khó mà thấy được. Người ta tu là người ta cứ cố mà giữ. Thiền định người ta cũng cố mà đạt được thiền định, rồi ta giữ thiền định. Rồi thiền tuệ người ta cũng muốn tích cực miên mật để mà giữ. Nhưng mà giữ đó là gì? Giữ đó tức là tạo ra thời gian. Trong khi thực sự mà buông ra đó, thì chỉ có tròn vẹn với thực tại. Và không cần thêm bất kỳ một cái gì nữa cả. Tại sao là phải tích cực miên mật? Tích cực miên mật tức là tạo ra thêm. Đó. Thì á, lão tử mới nói là tương dục phế chi tức cố hưng chi. Bây giờ mình phiền não đau buồn gì đó, mình cứ ngày nào nó sao làm sao mà hết đau buồn, làm sao hết đau buồn, tức là mình cứ giữ nó lại hoài. Còn thực ra là nó đã trôi qua rồi, tất cả mọi cái đều trôi qua hết, chỉ có tại vì cái tâm mình giữ lại thôi. Giả sử như bây giờ là vì đi ngoài đường cái gặp một người nào đó rồi gây nhau rồi cái chửi nhau rồi om sòm xong rồi đi, thì thực ra đi là nó hết rồi chứ, đi là nó hết rồi, cái đi là nó hết rồi chứ đâu có còn. Tất cả chuyện đó đều là nó đã qua rồi, thế nhưng mà tại chỉ có mình giữ lại thôi, mình giữ lại cho nên á bây giờ đang đi, vẫn đang đi tiếp, nhưng mà không còn biết mình đi nữa. Mà chị biết, mà chị nhớ rằng là hồi nãy chửi nhau rồi nội tức rồi này kia đấy. Tức là hoàn toàn là mình chìm vào trong quá khứ. Đó. Và chính cái chìm quá khứ đó tức là mình níu kéo nó lại. Chứ thực ra nó đã qua rồi, tất cả mọi cái đều qua. Cho nên mình nói là thấy vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mình lại cứ muốn giữ lại thôi. Chứ không thấy vô thường. Nếu mà thấy vô thường thì nó đâu có giữ lại. Tất cả đều trôi qua. Nhưng mình là tu hành sao để giữ cái này, giữ cái kia, đạt cái này, đạt cái nọ là chắc hết đó rồi. Nó tinh vi đến như vậy đó. Cho nên tại sao mà hồi xưa Đức Phật nói một cái người ta giác ngộ liền lập tức. Thì bây giờ là tu hoài, tu hết khóa tu này qua, hết khóa tu khác, thấy phiền não nhiều khi nhìn như nó hơn nữa là khác. Hoặc là nếu nó có an lạc hơn,
Bây giờ mình biết cách làm an lạc rồi, cho nên bây giờ giữ cái an lạc đó, tức là bây giờ cái bản ngã này nó còn trang bị thêm tốt đẹp hơn nữa, còn là son rớt rét phấn thêm cho cái bản ngã nữa chứ đâu phải là đã vô ngã đâu. Đó. Nếu thực sự mình thấy vô thường thôi, chứ đừng nói gì, chỉ thấy vô thường thôi, thì làm gì có cái gì để mà sở đắc, có gì để mà giữ lại. À, cho nên là phải xét lại á, xét lại cái tu hành á. Đa phần là tu hành là cứ làm tăng trưởng bản ngã không, chứ không có thấy vô thường vô ngã chút nào cả. Còn nếu mà thực sự thấy khổ, thực sự thấy vô thường khổ, bây giờ mình nói nhấn mạnh chữ khổ đi, nếu mình thực sự thấy khổ thì đâu có gì để bám víu, cái đó nó chỉ đến thôi chứ, tại vì nó đói thì bây giờ bắt buộc phải ăn thôi chứ. Thành ra là rồi ăn rồi nó đói lại, rồi có khi ăn rồi mệt tầm bà vô nó còn đau bụng rồi nữa, thành nó ăn cũng khổ thôi chứ. Nhưng mà bởi vì cứ ngon quá cho nên cứ ăn thôi, chứ còn không biết, không thấy được cái khổ đó, cho nên bị dính mắc ở trong đó. Chứ còn cái, tất cả cái gì thì nó là, nó chỉ là cái nó đến như vậy, là nó đến như vậy, rồi nó đi như vậy là nó đi như vậy, thì đó là vô thường. Và cái gì cũng vậy, bất kỳ cái gì mà mình giữ lại thì nó trở thành khổ. Thì nó đừng giữ lại, mà giữ lại tức là làm tăng trưởng bản ngã. Tăng trưởng bản ngã thì làm sao mà thoát khổ được. Đó, cho nên là nhiều khi mình tu mà lại là, thật ra là mình tu là đa phần là cứ mong được thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là thấy vô thường khổ vô ngã để mình không dính mắc vào đâu. Đó. Mà cái người giác ngộ là cái người cũng thấy không còn là, không có là, không là gì cả, nó là như nó đang là thôi, chứ nó không gì cả. Đó. Nhưng mà mình lại muốn tạo tác cái gì đó để đạt được cái gì đó, tức là mình vẫn muốn trang bị cho cái bản ngã cái gì đó. Cái điều này nó quá vi tế, cho nên đâm ra là đi đặt sai hướng hoài. Dạ, câu tiếp theo của bạn Đạt là không cần đọc sách mà chỉ cần đọc chính mình cũng sẽ thấy ra mọi quy luật vận hành của vũ trụ, đúng không ạ? Đúng. Có một câu nói của mình tự rất là hay, mà câu đó nó cũng là nó có giống như là triển khai cái câu nói của Đức Phật. Câu nói của Đức Phật là Atta hi attano natho ko hi natho prosya. Mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không có nương nhờ bất kỳ ai khác, bất kỳ cái gì khác. Thì mình tự là nói là thiên địa giai bị ư ngã, phạm thân nhi thần lạc mạc đại yên. Trời đất là nó có đầy đủ nơi mình hết. Chỉ cần thành tâm mà trở về lại với chính mình, tức là tinh tấn danh niệm tinh giác. Chân thành, đó là tinh tấn. Trở về trọn vẹn với chính mình, tỉnh thức nơi chính mình, đó là phạm thân nhi thần. Thì lạc mạc đại yên, thì không có cái gì hạnh phúc hơn. Đó. Thì Đức Phật Ngài gọi là Santi Paramang Sukhang. Tức là khi mình trở về, buông hết mọi thứ dính mắc để mình trở về là tròn vẹn với chính mình, thì lúc đó là an tình chánh trí giác ngộ Niết Bàn. Mà Niết Bàn là Santi Paramang Sukhang, tức là không có gì là lạc hơn, không có gì hạnh phúc hơn. Cho nên Đức Phật là có một cái danh hiệu cuối cùng của Đức Phật, đó là Phagavato. Phagavato là không, là cái bậc không có gì, không có cái gì hạnh phúc hơn, tức là một cái bậc vô cùng hạnh phúc, không ai bằng, không ai hạnh phúc bằng
không có cái hạnh phúc nào trên đời nào này bằng. Phật gạo vỡ tô đó có nghĩa là như vậy. Câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, hoàn toàn tự do mới giác ngộ được, vậy tự do ở đây là gì ạ? Con cảm ơn thầy. Tự do tức là không có ràng buộc mình vào bất kỳ một cái ý niệm, tư tưởng, quan niệm nào. Con người mình đó là thường sống với quan niệm, với tư tưởng. Mà tư tưởng phần lớn là cũng không phải là tư tưởng mà do mình thấy ra, mà tư tưởng đó, quan niệm đó là hình thành từ một cái nguồn nào đó. Thí dụ như bây giờ mình đọc Tam Tạng Kinh Điển rồi mình hình thành một quan niệm tu hành. Đó, cho nên mấy quan niệm tu hành của phái thiền này khác, quan niệm tu hành của phái thiền cái kia khác. Chứ nếu mà thực ra là nếu là không có quan niệm nào hết á, thì hoàn toàn đồng nhất. Chân lý là hoàn toàn đồng nhất. Chứ tại sao lại cái vị thiền sư này là dạy kiểu này, vị thiền sư dạy kiểu kia? Chân lý là một thôi mà sao lại có nhiều kiểu quá ấy? Tức là cái kiểu đó là kiểu gì? Kiểu đó là kiểu của vị thiền sư đặt ra một khuôn khổ và người khác phải theo cái khuôn khổ đó. Cho nên á, nếu mà không có tự do thì không thể nào giác ngộ được. Không tự do là tuyệt đối không thể nào giác ngộ. Tự do là gì? Tự do là mình khi mình đối diện với sự thật thì mình hoàn toàn có quyền tự do học nó, nhận thức nó và xử lý nó như thế nào. Là hoàn toàn tự do thì mới giác ngộ được. Đó. Cho mình không phải là nhìn nó qua một cái khuôn khổ mà ai đó định sẵn. Nói như là cái kiểu nói là mình không nhìn qua bất kỳ một cái kính màu nào. Đó. Nhìn bằng con mắt trần chứ không phải là bằng cái qua một cái kính màu. Qua kính màu xanh thì mọi thứ nó sẽ khác. Qua kính màu vàng thì mọi thứ nó sẽ khác. À, mà là mình phải nhìn thẳng. À, thế là trực nhận cái sự thật. Chứ không qua cái khuôn khổ, không qua khuôn mẫu. Không có khuôn mẫu nào giống nhau được cả. À. Thì cái vân tay của mọi người này, tại sao người ta lấy vân tay? Bởi vì không có vân tay nào giống nhau hết. À. Và cái ội, cái loài ội cũng là giống nhau. Nhưng mà thực ra nếu mà bây giờ mình phân tích cho thật kỹ cái ội đó thì nó vẫn khác cái ội khác. Và cái ội cùng một loại, nhưng mà cái ội nó 3 tháng thì nó khác với 3 tháng một ngày. Và nó khác với chính nó luôn. Vậy thì không thể nào có khuôn khổ nào được cả, mà là phải hoàn toàn tự do thì mới có thể thấy được. Đó. Có điều là thế này, là tự do là luôn luôn phải đi đôi với kỷ luật. Tự do là phải đi đôi với kỷ luật. Cái tự do là tự do với kỷ luật là nó là phải là một cái cặp mà luôn luôn là cũng giống như âm với dương á, là nó là sinh khắc với nhau, để mà giúp cho có sự tiến hóa hay là diễn biến. Nhưng mà cái kỷ luật này không phải là một khuôn khổ từ đâu khác. Mà kỷ luật là phải mỗi người phải tự kỷ luật. Kỷ luật trong tự do và tự do trong kỷ luật. Cái điều này cũng là một chuyện hết sức vi tế. Nếu mình tuân theo một kỷ luật nào đó thì mình mất tự do. Nhưng mà nếu mình tự do mà tự do theo kiểu là muốn gì làm nấy thì nó thì lại không được. Bởi vì nó phải có đúng quy luật thế mới được.
À, cho nên á, bây giờ thế này, để bây giờ mình nói quy, tự do và quy luật là thế này. Bây giờ mỗi người á, tại sao phải tự do? Là bởi vì mỗi người là mỗi khác. À, mỗi người là mỗi khác. Cho nên á, mỗi người phải là trọn vẹn với chính mình. Trọn vẹn với chính mình. Chứ không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào khác. Đó là tự do. Đó. Nếu giả sử như bây giờ mình cho một cái ổi. Mình cho một cái ổi A, cái ổi B, cái ổi C. Thì mình đừng có nói cái cam, cái quýt. Mình nói cái ổi thôi. Tức là cùng một lòng một loài giống nhau là cái ổi A, cái ổi B. Bắt cái ổi A làm đúng như cái ổi B thì nó chết liền. Nó phải có tự do để nó thể hiện cái ổi B của nó. Nó có cái tự do để nó thể hiện đúng cái ổi A của nó. Thì mới được. Cho nếu mà nó bị bắt buộc là phải theo ổi B, ổi A theo ổi B theo ổi A. Là cả hai cây đều chết luôn. Không thể nào sống được. Còn kỷ luật là sao? Kỷ luật anh đã là ổi A. Thì anh phải tròn vẹn với A của anh. Cho đừng có lung tung hết trơn. Đó là kỷ luật. Còn tự do là gì? Tự do là anh là A. Thì anh phải tròn vẹn với A chứ đừng có B. Anh tôi tự do anh cần phải theo B. Anh phải tự do của anh. Đó. Cho nên rõ ràng là tự do và kỷ luật nó gần như là một. À, lạ lùng đó là cái điều mà lạ lùng. Thì những vị thầy á, những vị thầy là phải thấy ra điều đó. Còn nếu vị thầy mà không thấy ra điều đó là cứ bắt đệ tử là phải theo mình. Mình làm sao phải theo đấy. À. Thậm chí là bắt phải hiểu theo cái hiểu của mình, làm theo cái làm của mình là sai rồi. Có thể anh làm đúng, có thể anh là anh đúng, nhưng mà đúng là anh đúng thôi. Thì anh bắt người ta đúng theo được. Thì bắt người ta đúng theo được. Do đó Đức Phật không bao giờ mà bắt người ta phải rập khuôn cả. Mà Ngài chỉ đưa ra những nguyên lý. Nguyên lý thì mọi người từ trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra nguyên lý đó. Chứ không phải là để mà tuân theo một cái nguyên tắc mà Đức Phật Ngài đưa ra. Ngài chỉ giới thiệu nguyên lý thôi, tức là nguyên lý tức là sự thật á. Thì Ngài chỉ giới thiệu cái chân lý, cái nguyên lý đó thôi. Rồi mỗi người tự thấy. Đó, thì như vậy nó mới được. Dạ. Quang Lê Trần xin hỏi là: xin thầy giảng cho con bài kệ Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, bụi trần bám vào đâu, của Lục Tổ Huệ Năng ạ. Cái đó là tại vì cái này là do thế này, do người ta tưởng là Bồ đề là một cái gì đó, giác ngộ niết bàn là một cái gì đó, cho nên á là người ta đeo đuổi. Nhưng mà thật ra cái mà người ta tưởng là một cái gì đó để mà đeo đuổi thì cái đó là một sai lầm. Cái chân lý đó là cái hoàn toàn hiện thực tại đây và bây giờ. Cho nên nó không phải là một cái lý tưởng để mình đạt đến. Mà trong đạo Phật á, chính vì cái chỗ đó Đức Phật thấy ra cái điều đó, cho nên Đức Phật Ngài nói là chỉ có giác ngộ, chẳng phải là sợ đắc. Không có sợ đắc gì được cả. Chỉ có giác ngộ thôi. Giác ngộ tức là chỉ thấy ra sự thật thôi. Thì trong cái thấy ra sự thật đó, đó thì cái sự thật mà để mà thấy ra đó chính là tứ thánh đế, tức là thấy ra cái gì á, bây giờ thấy ra cái gì là cái mà tập đế khổ đế,
Thì bây giờ chỉ cần là không có tạo ra cái tập đế khổ đế nữa thì nó thì là đào đế dược đế thôi chứ. Cho nên cái chân lý đó là nó có sẵn rồi, chứ không phải là cái mà mình tưởng tượng ra ở đâu đó để mình đạt đến. À, thì vì vậy cho nên á, mình đừng có tưởng ra một cái gì á để mà mình định cái đó là cái gì đó để mình đạt được, mà nó không là gì cả, mình không là gì cả. Mà cái đó ra đó là cái bản tâm mà rộng lặng trong sáng của mỗi người đó. Bản tâm nó vốn là rộng lặng trong sáng rồi, cho nên bây giờ chỉ cần là buông hết để giác ngộ ra cái bản tâm rộng lặng trong sáng đó thôi, cho nó không là cái gì cả để mà mình đạt tới. Cho nên người ta mới là ở trong Phật giáo nó mới có một cái từ tánh không. Sunyata, Sunyata là cái tánh không. Cái tánh không đó chính là cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Cho nên nó không có khẳng định nó là một cái gì. Nó chỉ như nó là thế thôi, chứ nó không khẳng định nó là cái gì cả. Đừng có khẳng định nó là phải thế này, là phải thế kia, phải thế nọ gì cả. Cho nên mới nói rằng là mình chỉ thấy nó như nó là thôi, chứ không có tưởng là, cho là, hay là muốn phải là, muốn sẽ là. Thì á, nó có cái giữa, có 12 quan điểm á, khác nhau là ở cái chỗ là một bên á, thì thần tú á, thì nói là thân á, là cái bồ đề, tâm là cái tấm gương sáng. Thân thì bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại. Rồi á, vì thấy rằng là nó có một cái bồ đề, nó có một cái tấm gương, cho nên á, bây giờ mới nói rằng là mình chỉ cần là hàng ngày mình lau chùi cho nó sạch sẽ thì cái tấm gương đó, tức là cái thân tâm này này, thì nó sẽ sạch sẽ. Và nếu như vậy á, nếu như vậy nó cũng trở thành ra là cái bà la môn. Nếu mà lý luận theo kiểu đó thì nó vẫn là bà la môn. Bởi vì là cái thân tâm mình nó không có sạch sẽ, cho nên bây giờ mình lau chùi để cho nó sạch sẽ. Thì tức là mình vẫn là muốn cái thân tâm, một cái thân tâm dưới một tình trạng hoàn hảo nào đó. Trong lúc đó thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Như Đức Phật Ngài nói với Bahiya là chỉ cần trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe, trông xúc chỉ xúc, trông biết chỉ biết, mà đâu có cái gì dừng lại được đâu. Trông nghe chỉ nghe thôi thì đâu có dừng lại cái gì, đâu có nắm bắt cái gì. Đó. Và trông thấy chỉ thấy thì đâu có dừng lại cái gì. Đó. Cho nên á, khi mà một cái người mà có thể là trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe mà không có một cái bản ngã nào trong đó. Bởi vì thực ra khi mà nói rằng nó có một cái này là cái sự khác biệt mà người ta khó mà nhận ra này. Thí dụ như mỗi người đều có một cái bản tâm hoàn toàn thân, rộng lặng trong sáng. Những cái bản tâm rộng lặng trong sáng đó là nó là cái bản tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi, chứ nó không phải là của ai cả. Không phải là của ai cả, mà nó là một, cho nên nó mình chỉ thấy ra thôi, chỉ thấy ra được cái rộng lặng trong sáng của bản tâm, cũng như là rộng lặng trong sáng của tất cả vạn pháp. Mình chỉ thấy ra, chỉ giác ngộ ra điều đó thôi. Thì nó khác với một cái quan niệm khác là cho rằng là cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó là cái từ ngã của ta. Đó là ta, tự của ta, tự ngã của ta, là nó đặt rồi.
Cho nên cái chữ bổn lai vô nhất vật đấy chính là không có cái ta của ta, tự ngã của ta trong đó. Mặc dù là nó có, nhưng mà nó có thì nó có thôi. Rồi bây giờ cái người lại hiểu lầm khi nói là không có ta của ta, tự ngã của ta, thì nói là không có gì cả, cũng không phải là không có gì cả, mà cũng không phải là có cái gì cả. Mà nó chỉ là nó như nó là thôi. Đó. Mà vì nó chỉ là như nó là thôi, cho nên trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết thôi. Và cho nên cái chữ mà cái tánh không á, cái chữ tánh không người ta không hiểu, khó hiểu á, là bởi vì cái chữ tánh không này á là đòi hỏi là mình phải sống, phải giác ngộ, phải sống thực ở trong đó thì mới biết được là tánh không là như, thực sự là thế nào. Còn không á thì bây giờ mình cho là tánh không, bây giờ có cái trường phái á, thì là cố làm sao để mà tu hành làm sao để mà trù vào cái tánh không đó là cũng trật rồi. Nó chính vì cái chỗ đó mà bổn lai vô nhất vật. Ngay cả cái tánh không mà bây giờ mình lại muốn trù vào tánh không cũng không phải, không có trù vào đâu cả. Cho nên mới nói là ứng vô sở trù như sinh kỳ tâm là vậy đó. Tức là tâm nó không có trù vào đâu cả, chứ không phải là bây giờ nói là cái tâm nó là phải trù vào cái không hay là trù vào cái hợp, cái trù vào đâu cả, mà nó là phải biến hóa vô cùng. Nó không là gì cả mà nó cũng là tất cả. Đó, cho nên khi mà nó đi tới ngang đó, đó mà dùng ngôn ngữ là nó bắt đầu trở thành một lý luận lung tung. Tới đây là phải đòi hỏi thực chứng. Cho nên ấy, ví dụ như câu nói đó có thể là khi nói ra một cái mà cái người thực chứng là người ta thấy liền. Mà người không thực chứng thì bây giờ cứ phải lý luận hoài thì nó cũng không tới đâu hết. Cũng không thấy ra là cái gì cả. Đó. Thành ra là bổn lai vô nhất vật. Thân không phải là cái cây bồ đề, mà tâm cũng phải là cái đài bên cạnh gì cả. Bổn lai vô nhất vật. Cho nên là không có cái gì mà bám vào được. Khi mà người ta giác ngộ ra được một cái tâm rộng lặng trong sáng trước mọi sự, nhưng mà cái này nó phải trải qua nhiều cái trắc nghiệm, cái thử thách ở trong cuộc sống á, nó phải trải qua tất cả những cái đó rồi á, cho đến một lúc người ta mới nhận ra được. À, trải qua những cái đó là bắt đầu người ta nhận ra được cái một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng trước tất cả mọi sự. Nhưng mà cái đó bởi vì chỉ thấy thôi, cho nên cái đó cũng không phải là ta của ta, tự ngại của ta gì cả. Và hơn nữa, nó không phải là không là không, mà là nó biến hóa vô cùng. À, cho nên là nói là có thì có từ mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không, tức là chẳng phải là không là không có gì hết, mà không phải có là có cái gì cũng có, không phải vậy, mà là thật ra là cái không cái có đó đó là trong sự thực chứng, trong sự giác ngộ của một người mà thấy tâm và pháp như thế nào vậy thôi. Hiền Đỗ xin hỏi là nhà con có nhiều khí âm, con hay thấy những người đã mất vào ban đêm, ngoài việc làm phước và hồi hướng thì con nên tụng kinh nào là tốt nhất cho họ ạ? Con cảm ơn thầy. Thực ra thì nó cũng tùy mỗi cái loài chúng sinh đó là loài chúng sinh gì. Nhưng mà nói chung á là họ cần phước, cần tâm từ, cần cái đời sống mà thiện đức. Bởi vì khi mà mình sống vững vàng, lương thiện,
có tâm từ, có cái phước đức, thì nó có một cái năng lượng tốt để giúp cho họ. Cũng giống như có nhiều người nói là họ đang buồn phiền vậy, bọn họ tới chùa sau tự nhiên thấy tâm nó mát mẻ, an lành. Đó là vì sao? Là bởi vì khi mà họ đi vào trong cái trường năng lượng đó, thì cái năng lượng đó nó ổn định, nó hiền thiện, cho nên là những cái phiền não của họ nó tự nhiên nó biến mất. Thì bên này cũng vậy, những cái người ở trong cái cõi đó là họ đang phiền não, đang là giống như ở trong một giấc mơ vậy đó, giống như ở trong một cái bằng gì, ác mộng, đúng rồi, đang ở trong một cái ác mộng vậy đó. Thì bây giờ được thức tỉnh vậy á, thì coi như mình thoát ra khỏi cái ác mộng. Thì bây giờ họ đang ở trong một cái tình trạng là khủng hoảng, bất an. Trong khi đó là họ ở trong cái môi trường mà cái năng lượng là an lành, hiền thiện. Thì tự nhiên là họ cảm thấy là yên lòng. Cho nên là chỉ có mình phải ở trong nhà đó, mình phải sống là hiền thiện, với có tâm từ, và mình làm được cái việc phước thiện để có cái năng lượng tốt giúp cho họ. Thì khi mình hồi hướng đó, thì hồi hướng chính là hồi hướng cái năng lượng tốt lành đó của cái tâm lực và phước lực đó. Còn cái tụng kinh thì tụng kinh gì cũng được hết á. Tụng kinh gì cũng được. Tụng kinh gì mà có cái người nào mà thích hợp với cái kinh gì mà tụng mà nó có cái năng lực được. Nhưng mà đa phần á, thì tại sao người ta tụng những cái bài kinh như thế là bài kinh về vô thường, về khổ vô ngã rồi này kia đó. Tụng những bài kinh đó là để cho người ta không có dính mắc nữa, bớt cái dính mắc đi. Vì thường thường là những cái người ấm là họ do dính mắc mà họ chưa có siêu thoát được, cho nên là thường là chư tăng mà tụng kinh cho cái người ấm là thường là tụng những cái bài kinh mà quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là tâm từ bi cũng được. Kinh tâm từ cũng được, hay là kinh tam bảo đó, tam bảo mà cái bài kinh dài gia ni cũng được. Tức là trong đó là tán dương những cái ân đức của Phật pháp tăng đó, để cho họ hoan hỷ vậy thôi. Dạ, Phạm Văn xin hỏi là, xin sư ông khai thị cho con, với tánh giác nên mình nhận ra được buồn vui, nên sân si vẫn xảy ra, nhưng có trí tuệ mình buông hết, có phải vậy không ạ? Hay mình phải đủ trí tuệ thì không sinh tham sân si? Kính tri ân sư ông ạ. Trí tuệ là... Trí tuệ đó thì tùy theo cái mức độ của trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó là nó là diệt tham sân si. Tức là khi mà có trí tuệ đó thì là không có tham sân si. Cho nên là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để mục đích cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là trí tuệ đó, là hay nói một cách khác là đầy đủ hơn là giới định tuệ đó. Thì với cái tâm đầy đủ giới định tuệ như vậy á, thì tùy cái mức độ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn với thực tại được bao nhiêu, thì á, hễ mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhiều á
thì trí tuệ là được phát huy nhiều. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ít á, thì phiền não phát sinh nhiều. Nó cứ vậy thôi. Do đó mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, khi mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đến một mức độ mà tự nhiên, tức là bất kỳ một cái pháp nào mà phát sinh lên đều thấy, đều rõ biết, thì lúc đó đó là cái sự rõ biết đó mà càng là rõ ràng chừng nào đó, thì cái phiền não nó càng là đoạn giảm đi chừng đó. Cho nên á, thật ra là không phải là rèn luyện trí tuệ, mà chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là cái độ tròn vẹn tỉnh thức với thực tại là bao nhiêu. Thí dụ mình giả sử mình đặt một cái con số cho nó dễ hiểu đó. Ví dụ như bậc Tu Đà Hoàn là đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác 30%, chẳng hạn như vậy. A La Hàm là 50%, A La Hán là 100%, chẳng hạn vậy. 100% tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cái mức độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó càng tròn vẹn, thì cái tuệ giác là càng minh bạch, càng rõ ràng, càng phát huy. Thầy dùng từ phát huy chứ không phải là phát triển. Phát huy tức là nó đã sáng sẵn rồi, mà bây giờ thiếu mất cái che lấp, cái trói buộc nó bớt đi thì nó sáng ra. Chứ không phải là mình rèn luyện để cho nó sáng thêm. Vì cái trí tuệ là nó giống nhau, trí tuệ là luôn luôn là giống vậy thôi, chứ không có thêm bớt gì cả. Trí tuệ thì luôn luôn là giống nhau, chỉ có là mình bị che lấp, trói buộc. Cho nên nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó đẩy lùi cái mà che lấp trói buộc đó đi á, thì trí tuệ nó sẽ phát sáng, nó vậy thôi. Chứ còn cái trí tuệ là vốn là sáng rồi. Dạ, An Bình xin hỏi là, dạ con kính chào thầy. Thưa thầy, cho con hỏi, có phải toàn bộ quá trình tu tập của Đức Phật đã giác ngộ về vấn đề cảm thọ không? Và chính vấn đề về cảm thọ chính là vấn đề chính của việc tu tập. Con cảm ơn ạ. Không phải. Mà là cả thân thọ tâm pháp, chứ không phải chỉ có cảm thọ không thôi. Nhưng mà cái thân thọ tâm pháp á, là cái đó nó là nó có liên hệ với nhau. Cho nên là nói chung là nói cả thân thọ tâm pháp thì đúng hơn là nói chỉ có tâm thôi hay là chỉ thân thôi. Cho nên nếu mà mình phân ra là chỉ có niệm thân thôi hay niệm tâm thôi, niệm thọ thôi đó, thì nó không đúng. Mà nó là phải thấy cả toàn bộ thân thọ tâm pháp. Thấy toàn bộ thân thọ tâm pháp tức là thấy hết rồi đó. Tất cả cái thế giới này đó, là nó nằm nơi thân thọ tâm pháp hết đó. An Bình xin hỏi tiếp là, con thưa thầy, con có nên đi học Phật học ở nước ngoài như Miến Điện, Thái Lan để mở rộng kiến thức và trải nghiệm nhiều điều hơn trong cuộc sống không ạ? Vì đi một ngày đàn học một sàng khôn ạ. Thì cái này á, nó cũng có cái liên hệ với nhau là cái học ra chính mình, học ra thân thọ tâm pháp á, thì nó lại cần phải có trải nghiệm chính mình ở trong cuộc sống. Khi đó mình mới là thấy ra được thân thọ tâm pháp. Chứ không phải là mình cứ ngồi một chỗ để mà thấy thân thọ tâm pháp, mà là thân thọ tâm pháp là nó phải là sống thực,
Mà sống thực tức là đang trải nghiệm chính mình, trải nghiệm cuộc sống. Thì á, cái này bây giờ nó rất là khó nói. Cái này bây giờ không nói. Giờ nói như thế này cho nó dễ hiểu. Nếu mình chưa có duyên gặp một cái bậc giác ngộ, mà bậc giác ngộ đó có thể là chỉ có một lời, hai lời, ba lời gì đó, có thể giúp cho mình thấy ra con đường tu tập, thấy ra con đường sống trải nghiệm như thế nào. Và mình thấy rằng điều đó là không cần thêm bất kỳ điều gì nữa. Thì người đó không cần phải làm gì nữa. Bây giờ chỉ cần trải nghiệm thực chính mình qua cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, và trải nghiệm thực chính mình là đủ rồi. Không cần nhiều thêm. Còn nếu như mình chưa có duyên gặp một cái hoặc là chưa có duyên là sao? Tức là nhiều khi mình gặp một cái bậc giác ngộ nhưng mình lại không hiểu gì cả. Tại vì cái trình độ của mình nó còn quá mông lung ấy, cho nên là mình vẫn không thấy cái gì cả. Lúc đó mình có cái nhu cầu là cần phải học thêm cái này, học thêm cái nọ, đủ thứ thì cứ đi học. Tại vì nó chưa tới mà. Nhưng mà đến một lúc nào đó học hết tận cùng thì đến khi giác ngộ thì lại là thấy bỏ hết, không cần cái gì cả. Cho nên cái này không có một cái công thức nhất định, mà cái nó tùy mỗi người. Đó. Bản thân thầy cũng vậy, hồi xưa là miệt mài đến nỗi mà ngài Giới Nghiêm là ngài hồi xưa ngài Giới Nghiêm ngài không cho ai đi học hết á, trừ ra thầy là ngài cho đi học đó. Bởi vì ngài thấy thầy là thầy không thể nào mà nó không cho đi học được, tại vì thầy ngồi học miệt mài, một chăm chỉ miệt mài. Thì nhưng mà trong nói là đi học một vài cái môn nào đó mà mình thấy cần thiết, tại vì hồi xưa là thầy cũng tính là đi xuất ngoại, đi cũng hiểu theo cái nghĩa là mình phải xuất ngoại để đi học cái này kia đó. Nhưng sao vì do một số lý do mà mình không thể đi xuất ngoại được, cho nên mình phải tự học đó. Thì có một vài môn mà mình phải đi học trường, cho nếu không học trường thì mình cũng không học được, cho nên mình phải đi học. Còn hầu hết những cái môn khác là đều tự mình nghiên cứu, tự mình học hỏi. Và chính nhờ cái mà tự mình nghiên cứu học hỏi đó, cho nên mình phải trải nghiệm thực, phải đào sâu, phải trải nghiệm thực, chứ không thể cho bây giờ mình hỏi ai giờ. mình không hỏi ai cả, cho nên mình phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm. Đó. Thì á, đến khi bắt đầu thấy ra, thì khi bắt đầu thấy ra đó, thì cái tiến trình của nó là thế này. Càng thấy ra sự thật thì càng rơi rụng kinh điển. Tức là mình lại không thấy, không cần cái đó nữa. Mà khi đó mình đã nắm được cái cốt lõi của Phật, của Lão Tử, của tất cả những cái bậc mà sáng suốt người ta đã đi trước, thì mình đã thấy được cái cốt lõi của tất cả những cái đó. Và nói như vậy cũng không phải là mình hình thành một cái quan niệm gì cả, mà mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm thực để mà xem, giống như Đức Phật ngài nói về dân Kalama vậy đó, tức là phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy sự thật là như thế nào. Mà khi mà càng mà đi vào cái thực á, thì tất cả những chữ nghĩa, tất cả những cái đó nó bây giờ trở thành nó là tạm mượn thôi. Có thể mình mượn kinh Phật để mà chứng minh một sự thật nào đó. Khi cái người ta tin Phật, có thể là mượn lời Chúa để chứng minh cho những người họ đang theo Thiên Chúa là sự thật là cái gì. Đại khái là vậy đó. Thì còn không có cái gì nhất định hết. Nhưng mà khi mình chưa thấy ra đó, thì mình phải đi học thôi. Nhưng mà cái học đạo mà đúng mức đó, là học để bỏ, chứ không phải học để ôm lấy.
đó là một cái lời chia sẻ mà chính bản thân thầy đã trải nghiệm qua. Tức là mình nghiên cứu miệt mài học hỏi đó, nhưng mà bây giờ mình thấy không cần thiết nữa, vì có những cái nó không hoàn toàn cần thiết. Cũng giống như mình đi học ở ngoài đời này, mình đi học cái học vậy thôi, chứ thực ra là đến khi mình sống trong đời thì mình lại không có dùng tới một số cái môn học gì hết trơn á. Mấy cái môn học đó mình bỏ túi chơi, mình cất trong tủ chơi vậy thôi, chứ mình không có dùng gì tới cả. Còn cái sống thực á, thì nói lại là có nhiều người là đầy chữ nghĩa và sống thực là hư hết, hỏng hết đó. Nhưng mà có người ta lại bỏ kinh sách lại trong tủ để người ta sống thực á, thì người ta lại sống đúng tốt hơn. Cho nên là phải y cứ vào cái thực, chứ không y cứ vào chữ nghĩa. Nói chung là như vậy. Rồi hết giờ. Chào mọi người. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha ta nhôn. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha ta nhôn. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha ta nhôn. Y đằng va ta mê pu nhang a sa va kha ya va ang ho tu.